chào các bạn đã quay trở lại với Makeup A to Z lần này của Thảo. Và chủ đề lần này là Flower Girl, với điểm nhấn là tàn nhang trên má. Đầu tiên chúng ta dùng nước hoa hồng để làm sạch da. Sau đó dùng xịt khoáng xịt một lớp mỏng lên da, sau đó massage nhẹ để da của chúng ta có độ đàn hồi tốt hơn trước khi makeup. Đầu tiên Thảo dùng phấn nền Chanel. Loại này dạng nước rất mỏng nên chúng ta phải lắc đều trước khi sử dụng. Và để tiết kiệm phấn và tạo một lớp nền mỏng nhẹ, Thảo sẽ dùng tay tán nền. Tiếp theo là phần đánh phấn phủ. Dùng phấn phủ Chanel cùng hãng, dặm một lớp mỏng đều trên phần nền vừa đánh. Đánh khối là một phần rất quan trọng để tạo nên độ thon gọn cho gương mặt. Đầu tiên Thảo dùng màu bronze của bảng màu Contour Effect để đánh khối những phần như là dưới cằm, dưới gò má và trên trán để tạo độ thon gọn cho gương mặt của mình hơn. Đừng quên đánh sống mũi để sống mũi của mình trông cao hơn nhé. Tiếp tục, Thảo dùng màu highlight của bảng màu Contour Effect để đánh highlight vùng chữ T và dưới cằm để tạo độ bắt sáng cho gương mặt của mình. Xong phần đánh khối rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ chân mày. Lần này Thảo sẽ dùng chì kẻ chân mày của MAC. Loại này có ưu điểm là đầu nhỏ, chất sáp mềm mịn, rất là dễ vẽ và dễ tán. Tay kỳ này với xu hướng nhẹ nhàng nên Thảo chọn bảng màu Nekpa. Đầu tiên Thảo dùng màu Limit tán đều phần bầu mắt. Tiếp theo là màu Strength đánh ở dưới chân mày, làm cho chân mày của mình trông cao hơn. Và cuối cùng là Thảo dùng màu Burst với ánh nhũ hồng tím đánh hết phần mi mắt dưới. Bấm lông mi và chải mascara, một phần không thể thiếu trong bất kỳ style makeup nào. Đừng quên nhán lông mi nhé. Trong các phần Thảo sợ nhất là dán lông mi luôn á. Đến phần vẽ mắt nước, kỳ này Thảo sẽ dùng sáp của MAC luôn. Vẽ một đường mỏng trên phần mi giả vừa dán và kéo đuôi một chút xíu thôi. Đến phần chủ đạo của style makeup hôm nay rồi, đó chính là đánh má hồng. Điều khác biệt giữa phần đánh má hồng kỳ này đó chính là Thảo sẽ đánh má hồng lan lên tới lỗ mũi luôn, để tạo cảm giác giống như là má của mình bị cháy nắng khi mà đứng dưới trời nắng quá lâu vậy đó. Dùng một cái cọ đầu nhỏ và phấn bột màu nâu chấm những nốt tàn nhang giả trên phần má hồng vừa đánh, kiểu giống như những cô gái châu Âu bị tàn nhang trên mặt vậy đó. Gần hoàn thành phần makeup rồi. Với style makeup kỳ này, Thảo sẽ dùng màu son là màu cam đào đánh trong lòng môi sau đó tán ra ngoài. Và màu môi cũng là một điểm nhấn đầy nữ tính cho style makeup kỳ này. Xong phần makeup rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tóc. Dùng máy bấm sát chân tóc tạo độ bồng cho tóc và làm cho tóc của mình trông dày hơn. Dùng máy uốn lọn uốn từ chân tới ngọn, điểm thêm một chút hoa giả trên phần tóc của mình. Với concept makeup và làm tóc như thế này rất thích hợp cho các bạn ứng dụng nó vào những buổi chụp hình theo style nhẹ nhàng như là ở ngoài trời hay là trong studio. Những bạn yêu thích style nữ tính thì rất là hợp với các bạn luôn á. Thảo đã hoàn thành xong style makeup này rồi. Rất cảm ơn các bạn đã đón xem video clip kỳ này của Thảo. Và nếu như yêu thích video clip kỳ này thì hãy like, subscribe và share thật nhiều lên Facebook nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip khác.